Alo, chào mọi người, quay trở lại với phần 2, tiết mục là độ CBR250. Tuổi đời 30 năm, 28 tới 30 năm đúng không ạ? Mà đây là một chiếc xe có thể được gọi là một chiếc xe mà giang hồ đồn rất là nhiều về sức mạnh của nó. Vì cục máy 250 phân khối, 4 máy, nhưng mà có thể cho được công suất tối đa 45 ngựa và vận tốc tối đa gần 200 cây số một giờ. Thì cái phần trước là mình đã giới thiệu sơ qua về những cái chi tiết mình đã làm và bây giờ nó đã gần như là hoàn thiện. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần dàn đầu, dàn áo của nó. Thì sau khi quyết định là mình chỉ có phần đầu, thì mình đã quyết định là bổ sung thêm cho nó phần ốp gầm. Cái phần ốp gầm này trong đua xe rất là quan trọng. Vì sao? Cái phần ốp gầm này ở dưới để khi mà chúng ta chạy nhanh, chúng ta có độ nhớt hay gì đó, cái ốp gầm này nó sẽ giữ lại và nó không rớt xuống đường đua, nó sẽ làm nguy hiểm tới người ta. Đó là một trong những cái quy định mà của trong sân đua. Rồi, thì sau khi có cái ốp gầm rồi thì mình quyết định là mình cho nó thêm hai cái phần ốp bên hông để nó có thể lấy gió nhiều hơn vào trong cái vị trí cát nước. Thì với việc sử dụng cái cát nước lớn này, mình đã quyết định là mình bỏ luôn cái quạt, tại vì cát nước lớn như thế này thì bảo đảm là khi mà nhiệt độ nóng mà chạy tốc độ cao thì nó sẽ không thể nào mà đạt mức nóng đến mức mà phải cần quạt. Đấy, đấy là một cái có nghĩa là chúng ta bỏ cái quạt và chúng ta tăng cái cát nước lớn lên. Rồi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ qua góc bên đây để mà mình kiểm tra ha. Thì cái mâm trước đây mình đang sử dụng là phiên bản mâm trước hai đĩa của con CB600. Thì với cái phiên bản này mình sẽ làm ra hai phiên bản, một phiên bản là chạy trường đua là chỉ chạy một đĩa và chạy mâm nhỏ. Thì cái mâm nhỏ kia mình đang xử lý bắn cát và thay vỏ nên mình chưa có nói với bạn được. Thì hiện giờ đang đi heo là đi một con heo M40 màu vàng và đi một đĩa. Thì khi mà chúng ta sẽ cầm hai đĩa, chúng mình sẽ gắn một set vừa cầm thắng và hai heo hai đĩa bắt vào. Đây là cái mâm hai đĩa. Thì hôm sau khi mà hoàn thiện, bảo đảm là cái phần 3 sẽ là phần hoàn thiện, thì các bạn sẽ thấy cái version một đĩa hoàn chỉnh nó sẽ ra như thế nào. Thì hai đĩa là sẽ sử dụng để khi mà mình đi tour riêng ở ngoài đường, và phiên bản một đĩa là phiên bản chỉ chạy trong trường đua thôi. Tại vì hai đĩa thì nó sẽ cho mình cái lực thắng tốt hơn khi mà ở ngoài đường nó có rất là nhiều nguy hiểm rình rập khi mà người ta cắt qua cắt lại, còn trong trường đua thì chúng ta cần phải có tốc độ cao hơn, và việc thắng tuy là cũng phải cần thắng nhiều nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng thắng vừa phải chứ không phải là như ở ngoài đời. Đấy. Rồi bắt đầu kế tiếp tới phần đuôi xe. Thì như các bạn đã thấy, sau khi cái phần đuôi xe mà mình đã sơn phết xong thì cái đuôi xe rất là ngầu theo cái phong cách của con gì Aprilia RS V4. Thì vừa mới rồi Aprilia nó đã ra cái con cái mẫu mới nhất là RS250SB. Cái bản của nó là nó bán ra thị trường để mà làm xe đua, thì mình đã quyết định là mình sẽ làm cái bộ tem giống như cái phần xe đó luôn. Rồi, thì vừa mới rồi mình đã cho nó thay nhớt, nguyên một dàn nhớt của Motul 300V mình thay mới, thay luôn cái lọc nhớt, thay luôn cả nước mát. Và hiện giờ mình chỉ còn cái công đoạn cuối cùng là mình cho nó chạy dyno. Thì nhiều người sẽ hắc mắc, xe bình xăng con làm sao mà chạy dyno được? Chạy được nha các bạn. Và hiện giờ là mình sẽ cho nó đi mô tô đăng khoa để mà chạy dyno. Thì cái quá trình mà để mà dyno một con này á thì nó phức tạp hơn với nhiều so với những cái dòng phun xăng điện tử. Đó là cái gì? Thì đầu tiên là cái bộ bình xăng con 4 cái phải đưa là một cái máy thiết bị cân bằng giả lập test sức, gọi là áp lực xăng. Khi mà áp lực xăng xuống nhiều nó bị xì chả hay không, vì trong đuôi xe mà đang nghiêng xe mà nó chảy thì nó không có tốt, nó dễ sẽ gây cháy nổ và lúc nào động cơ rất là căng mà. Rồi cái thứ hai nữa là sẽ kiểm tra là bắt đầu thay toàn bộ zipper lên số lớn số nhỏ, và mình phải chuẩn bị tới 10 size zipper chính lẫn zipper phụ cho một cái bình xăng con. Bản này 4 cái các bạn có nghĩa là một cái số lượng rất là lớn, cái zipper là 80 cái đó, 10 cái lớn 10 cái nhỏ là chỉ dành cho một cái thôi, thì nhân lên cho 4 nên phải mất 80 cái để mà canh. Thì cái phương pháp canh nó rất là phức tạp, có nghĩa là mỗi lần sẽ thay một cái bộ zipper vô đem lên chạy rồi chỉnh gió cho 4 máy cho nó ổn, thì chưa được thì lại thay lên thay xuống. Đó là một cái cực kỳ mất thời gian. Rồi thì bắt đầu mình sẽ cho các bạn show, các bạn xem thêm ha. Thì bộ phuộc này mình đã thửa một cái phuộc của Showa. Cái phuộc Showa này có cái lợi điểm là nó có cái nấm chỉnh, đưa ra một nấm chỉnh ở đây, đây một chữ quăng qua bên đây là shop, bên kia là hub. Đó, các bạn có thể nhìn qua phía bên đây ha. Rồi đây, tập trung vào mình cái khu vực buồng máy đây. Đây, buồng máy của con CBR250 này hồi xưa nó rất là nhỏ gọn, một cục máy rất là nhỏ gọn trong cái khoang như thế này. Mô bên sườn nó đây, đề nó nằm đây, đây bốn cái họng của nó.
Thì hiện giờ cái xe này đã hoàn chỉnh chỉ việc ráp bốn cái họng vào và ráp cái bình xăng chính vào là xong. Thì cái bình xăng chính mình đã gò lại theo cái form style của mình, có nghĩa là cái mình sẽ rút cái khoảng từ đây tới đây nó ngắn lại. Bình thường cái bình xăng nó sẽ dài tới đây, nhưng hiện giờ mình đã rút tới đây để cho nó có thể là vừa phù hợp với mình, cũng vừa phù hợp có thể là xu cũng chạy thử hay gì đó cho xu biết cảm giác thế nào là xe ha. Và ngoài ra một cái đặc biệt nữa là mọi người sẽ chú ý vô đó chính là cái phần bên côn đây. Thì mình đã quyết định là sử dụng cái bộ mà gọi là côn tích hợp cùng thắng ở phía bên tay trái này. Thì nhiều người sẽ hỏi là cái này đa phần là ở bên biểu diễn nó mới xài, vì sao trong đua xe mình lại sử dụng? Trong đua xe một số tay đua nó sẽ phải sử dụng thắng sau khi mà nó đi cua. Thì ngoài một cái chuyện là đạp thắng sau bên chân phải đây để dành cho cua trái, thì khi mà chúng ta đi cua phải thì lấy gì mà chân phải đạp thắng được, đúng không? Thì lúc đó là bắt đầu sẽ là theo cái phản xạ, lúc đó là người ta sẽ sử dụng tay trái để mà bóp thắng sau. Thì như các bạn sẽ chú ý đây là một con heo, mình chỉ mới bắt nó thôi nha, chưa có bắt, mình đang CNC bắt. Thì đây là mình sử dụng một con billet 2 bit đối xứng. Thì khi mà mình cần sử dụng mình sẽ bóp nó đây. Rồi mấy bạn sẽ hỏi vậy còn thắng chân đâu? Đây là cái phần thắng chân, nó có ben đạp đây nhưng mà cái ben mình đang tháo ra, tại vì mình chưa có ráp cái bát heo vô nên mình chưa có ráp cái ben. Có nghĩa là cuối cùng là phía đằng sau đây nó sẽ sử dụng là một bộ là một bát nhưng mà tới hai con heo billet. Và hai con heo billet này một con tới 10 triệu mấy lần, bởi làm cái bộ này nó hơi mắc. Thêm một cái đĩa gaffer vào. Rồi mọi người sẽ chú ý ha, đây là cái bản AK Bovic Megaphone dành cho trường đua. Với cái bản megaphone này thì tôi nói các bạn nghe cái tiếng âm thanh của nó sẽ cực kỳ nhức đầu và chóng mặt. Hồi xưa tôi khi mà tôi sử dụng cái cây bô này á, thì mỗi lần mà tôi chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ tôi phải tập dừng lại để mà nghỉ mệt, chứ không là họ sẽ ói. Ói thiệt luôn á, ói mà gọi là nhiễm độc âm thanh, mà ói là ói khỏi đầu luôn. Thì nói tiếp về cây phột là ngoài cái núm chỉnh bên kia, bên trong đây nó sẽ còn cái núm chỉnh mà được giấu trong đây. Thì cái núm chỉnh nó khi nào mình cần chỉnh á thì mình mới kéo ra. Cái phụ này được cái đặc điểm là nó chỉnh hai bình luôn, một cái là chỉnh về cái dầu hồi, một cái là chỉnh về cái độ nén của lò xo. Đó, như các bạn thấy là bây giờ đã gần như là hoàn thiện. Cùm thắng thì mình sử dụng là cùm RCS 17 để dành đi cho một heo. Thì cùm 17 cho một heo nó sẽ hơi cứng, nhưng mà đối với đuôi xe thì mình cần nó phản xạ lẹ hơn một tí. Kiếm chắn gió zin của Aprilia. À, có thêm một cái nữa mà mình mới lắp thêm, đó chính là cái phần đây. Thì khi mà hôm bữa mà Su nó ngồi thử lên chiếc xe này á, thì có một cái là cái khoảng cách từ yên tới lại ghi đông, tuy là mình đã rút ngắn nó lại rồi nhưng mà vẫn phải tròn, nên mình đã quyết định là mình sử dụng một cái bộ gù xéo để đưa cái ghi đông nó hướng xéo về đằng sau, nó gần về đằng sau hơn. Thì với cái việc đưa xéo như thế này thì Su đã có thể với tay hơn. Như các bạn có thấy, nếu mà tôi ngồi là nó sẽ hơi dư tay một tí, nhưng mà thường nếu mà tôi đua thì tôi sẽ có cái cục mút để mà chêm vào đây. Thì tùy vào con người mình dài tay hay ngắn tay, tôi sẽ có cục mút chêm với bình xăng này để mà mình xích ra xích vô gần hơn. Đấy, đấy là thường nguyên tắc xe đua là người ta sẽ làm thế để mà cho nó fit với lại người lái. Còn cụm đồng hồ mình đã quyết định là sử dụng lại cụm đồng hồ zin, bao gồm đồng hồ cơ, đồng hồ tốc độ đây. Thì đồng hồ tốc độ này nó được lấy bằng ngay từ con ốc máy bên đây. Cái đường dây của nó dẫn là sẽ dẫn xuống ngay cái nhông máy. Thì tốc độ chính xác nhất sẽ là lấy từ thông số zin, có nghĩa là nhông zin và đĩa zin thì sẽ cho ra tốc độ chính xác. Nhưng mà thật ra thì cái này là chỉ là tốc độ để tham khảo thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là đo bằng GPS, chứ chúng ta không còn sử dụng qua cái đồng hồ cơ như thế này. Thì hồi xưa là với cái đồng hồ cơ này thì người ta gọi là chạy tràng kim. Đây các bạn có thể chú ý ha, tốc độ tràng kim của nó là kịch tới đây luôn nè. Tôi đã từng chạy được tới mốc dưới đây, có nghĩa là 199-200. Và đồng hồ tua máy của nó tổng cộng là tới 21.000 dòng tua là maximum. Hồi xưa thì nó chỉ đơn giản lắm, nó chỉ có thêm cái đồng hồ báo nhiệt độ nước, rồi báo mực dầu, báo xi nhan, báo chân trống, báo đèn pha, báo số mo, chỉ vậy thôi. Rồi, đấy là một cái phần tổng quan phần 2 của cái tiết mục độ CBR250RR1992 động cơ i4 45 ngựa. Và có người đã canh được chiếc xe nó tới 51 ngựa. Thì cái này phải coi thử xem motor khoa tay nghề sẽ ra như thế nào khi mà canh cho tôi chiếc xe này, để mà mục đích là chuyên dụng dành cho đường đua. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp các bạn ở phần 3 khi mà xe đã hoàn thiện nổ máy.
test drive. Okay.